Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, 27 tháng 8. Chuyên gia Ả Rập choáng thốt lên, ông Park chốt vậy cao tay quá. Tuyển Việt Nam vơi bớt đi áp lực trước tuyển Úc. Lộ diện cái tên nguy hiểm của Ả Rập Xê Út có thể phá nát hàng thủ của tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Tuyển Việt Nam bớt đi áp lực trước tuyển Úc. Các bạn thân mến, trước khi tuyển Úc công bố đội hình gặp tuyển Trung Quốc và Việt Nam, cầu thủ chơi bóng nhiều năm tại Đức là Matthew Leiky đã tiết lộ là anh sẽ vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Tiền vệ Matthew Leiky, người đeo băng đội trưởng của tuyển Úc tại vòng loại thứ hai diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, đã trả lời tờ The Sydney Morning rằng là những quy tắc cách ly nghiêm ngặt của chính phủ Úc là yếu tố chính cản trở anh tham gia cùng đội tuyển trong tương lai vô thời hạn. Với tình hình dịch Covid và luật pháp tại Úc, tôi sẽ phải thi đấu 10 ngày, cách ly 1+2 tuần và lặp đi lặp lại 3 lần trong 3 tháng tới. Thời gian tôi phải cách ly còn nhiều hơn là ở nhà. Tôi mới trở về Đức, tôi chỉ muốn ổn định lại và không muốn để gia đình một mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ vắng mặt 2 trận gặp Trung Quốc và Việt Nam, Leiky cho biết. Leiky là cầu thủ đã kinh qua rất nhiều đội bóng tại Đức như Mönchengladbach, Frankfurt hay Hertha Berlin trước khi anh hồi hương chơi bóng cho Melbourne City hồi tháng 6 vừa qua. Việc thiếu vắng đi chân chạy cánh này trong đội hình, tuyển Úc chắc chắn sẽ mất đi một nhân tố quan trọng. Tại vòng loại thứ hai vừa qua, thủ quân Leiky chỉ mất 55 giây để ghi bàn mở tỷ số vào lưới tuyển Coes, góp phần giúp cho đội nhà thắng tưng bừng 3-0. Chia sẻ của Leiky, huấn luyện viên Graham Arnold cũng rất tiếc khi anh không thể có mặt, nhưng ông hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh. Tôi nói với ông ấy là mình đã xa gia đình quá lâu rồi, ông ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Tuy nhiên, huấn luyện viên cũng thể hiện sự tiếc nuối. Tuyển Việt Nam có lẽ cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào khi đối thủ mất đi một cầu thủ quan trọng. Trong quá khứ thì anh này từng ghi bàn vào lưới chính chúng ta, đó là bàn mở tỷ số trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2009 giữa Việt Nam và Úc. Trận đấu đó chúng ta thua 1-4 ngay tại sân nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuyển Úc sẽ thi đấu với Trung Quốc và Việt Nam trong hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Dự kiến là huấn luyện viên trưởng Graham Arnold sẽ công bố danh sách chính thức của đội tuyển vào cuối tuần này. Còn về phía tuyển Việt Nam, thầy Park đã công bố 25 cầu thủ như anh nói ở trên cho chiến dịch lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta. Và với việc có khá nhiều những mất mát đáng tiếc khi các trụ cột dính chấn thương, hy vọng rằng khả năng dùng người tài tình và chiến thuật bất ngờ của phù thủy Park Hang-seo trong các trận đấu sắp tới sẽ mang về kết quả tốt đẹp cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, nhận được thông tin là Leiky của tuyển Úc không thể tham gia trận đấu tới đây, trang Weibo của Trung Quốc lập tức cho rằng là cả tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều được hưởng chung niềm vui nhờ việc Matthew Leiky rút lui và có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của tuyển Úc. Cụ thể, Weibo nhận định, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người được bổ nhiệm là đội trưởng của tuyển Úc từ 2 tháng trước, Matthew Leiky đã rút lui khỏi tuyển quốc gia vô thời hạn. Với quyết định này, chắc chắn là Leiky sẽ vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của tuyển Úc gặp Trung Quốc và Việt Nam. Đây thực sự là một tin vui với đội tuyển của chúng ta và cả tuyển Việt Nam, bởi Matthew Leiky có vai trò quan trọng với đội tuyển. Việc thủ quân này vắng mặt có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể cho lối chơi của tuyển Úc. Trên trang Weibo thì một số độc giả người Trung Quốc cũng tranh thủ đả kích quyết định rút lui khỏi tuyển quốc gia của cầu thủ này, đồng thời cho rằng là tuyển Trung Quốc sẽ có cơ hội lớn giành 3 điểm ở trận ra quân gặp tuyển Úc ngày 2 tháng 9 tới. Một độc giả bình luận, những cầu thủ như Matthew nên bị đuổi vĩnh viễn khỏi tuyển quốc gia. Trong khi đó, một ý kiến khác thì mỉa mai, chúng ta nên dành cho cầu thủ này một tràng pháo tay, tốt nhất là anh ta nên thuyết phục một số cầu thủ khác của tuyển Úc rút lui khỏi đội tuyển. Tuyển Trung Quốc có thể đánh bại tuyển Úc ngay cả khi thủ quân của họ không rút lui, nhưng bây giờ mục tiêu này trở nên dễ dàng hơn. Một độc giả Trung Quốc tự tin bình luận. Chuyên gia Ả Rập choáng thốt lên, ông Park chốt vậy cao tay quá. Các bạn thân mến, như đã truyền đến quý vị các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút danh sách 25 cầu thủ tuyển Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út. Theo đó thì hai cầu thủ của Hà Nội là Văn Xuân và Việt Anh bất ngờ bị gạch tên. Bùi Tiến Dũng như đã biết là dính chấn thương và không thể cùng toàn đội sang Ả Rập Xê Út, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chẳng giữ lại trung vệ cao 1m86 là Bùi Hoàng Việt Anh. Điều này cho thấy nhà cầm quân người Hàn rất tin tưởng vào phong độ và khả năng hồi phục của Đình Trọng và Thành Trung. Dưới góc nhìn của nhiều người thì việc loại Bùi Hoàng Việt Anh là một quyết định lạ của huấn luyện viên Park khi mà tuyển Việt Nam đang rất hạn hán trung vệ hơn bao giờ hết. Tuy vậy, dưới góc nhìn của những người Ả Rập thì đây là một nước đi quá khôn ngoan của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Cụ thể là chuyên gia phân tích của tờ InfoSport
Ả Rập Xê Út là Valemigo đã chia sẻ với báo giới. Việc loại một trung vệ cao gần 1m9, một chiều cao hơn hẳn các trung vệ khác của đội tuyển Việt Nam hiện tại là quyết định rất bất ngờ của ông Park Hang-seo và sẽ khiến cho truyền thông Ả Rập Xê Út giật mình. Các tờ báo lớn tại đây rất quan tâm tới tình hình của tuyển Việt Nam hiện tại, tất nhiên là với từng cầu thủ. Và sau khi nhận được thông tin này từ các bạn, tôi cũng hơi choáng, nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi đánh giá rằng đây là một nước đi khôn ngoan. Nhiều người nhầm tưởng rằng Ả Rập Xê Út sẽ như nhiều đội bóng khác ở Tây Á rằng sẽ chơi bóng bổng nhiều hơn. Tuy nhiên thực tế rằng chúng tôi không thường xuyên sử dụng điều đó trong các trận đấu. Một lối đá ban bật, phối hợp đẹp mắt và hiệu quả là điều mà những cầu thủ tấn công phía Ả Rập Xê Út thường xuyên sử dụng. Vậy nên, việc Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999 chứng tỏ rằng kinh nghiệm thi đấu là chưa có nhiều và một chiều cao tốt chưa chắc sẽ là một phương án đúng. Những trung vệ có khả năng đọc tình huống tốt, kinh nghiệm dày dặn có thể sẽ được ông Park cân nhắc kỹ. Lộ diện cái tên nguy hiểm của Ả Rập Xê Út có thể phá nát hàng thủ tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển Ả Rập Xê Út sở hữu một cái tên có khả năng ghi bàn rất đa dạng và hàng thủ tuyển Việt Nam phải cần đặc biệt chú ý nếu không muốn nhận rổ bàn thua. Mùa giải 2018-2019 là một mốc quan trọng với tiền đạo 27 tuổi người Ả Rập Xê Út là Saleh. Ba mùa giải trước đó, anh lần lượt chơi 19, 18 và 18 trận cho câu lạc bộ trong nước Al Raed và có 3, 2 và cùng 4 bàn thắng, một hiệu suất cực kỳ kém cỏi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ở mùa giải sau, Saleh đã đá 28 trận ghi đến 20 bàn thắng. Riêng ở giải vô địch quốc gia, anh chơi 25 trận ghi 16 bàn. Phong độ chói sáng này đã giúp cho Saleh được lên tuyển Ả Rập Xê Út ở tuổi 25. Ngay trận ra mắt tuyển Ả Rập Xê Út gặp Jamaica ở một trận giao hữu, Saleh đã nổ súng và từ đó cơ hội ra sân tới liên tục. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, Saleh đã am lập một cú đúp trong chiến thắng 5 sao của tuyển Ả Rập Xê Út trước Palestine và ghi một bàn thắng khi đội nhà đã bại Singapore 3-0. Vậy thì có điều gì trong lối chơi của Saleh khiến cho anh được trọng dụng đến vậy? Hàng công của Ả Rập Xê Út lúc này sở hữu khá nhiều cầu thủ kỹ thuật nhanh nhẹn, sắc bén nhưng lại hơi nhỏ con. Còn Saleh cao 1m84 không phải quá khủng nhưng đủ giúp cho đội nhà kết thúc các pha tấn công bóng bổng. Thực tế thì Saleh có khả năng chơi đầu rất tốt. Bên cạnh đó, anh chớp thời cơ ghi bàn cũng rất ổn trong vòng cấm địa, cũng như có khả năng sút xa rất đáng ngại. Nếu hàng thủ nào bỏ qua Saleh trong chớp mắt thôi thì gần như sẽ phải trả giá. Thực tế là thật tệ cho tuyển Việt Nam khi chúng ta liên tục mất người ở hàng thủ. Phía Ả Rập Xê Út có quá nhiều các ngôi sao tấn công hay. Sau khi mất đi Văn Hậu Thành Trung vì chấn thương, Đình Trọng cũng chưa hồi phục thể trạng và phong độ. Mới đây thầy Park còn mất cả Bùi Tiến Dũng. Trung vệ của Viettel bị rách cơ háng và ít nhất là sẽ không thi đấu ở trận đấu tới gặp Ả Rập Xê Út. Thiếu nhân sự trầm trọng, hàng thủ tuyển Việt Nam liệu có chống lại được những nhân tố mạnh mẽ như kiểu Saleh? Theo các thông tin mới nhất, Đình Trọng có thể kịp hồi phục chấn thương trước trận đấu với Ả Rập Xê Út và không loại trừ khả năng thầy Park sẽ sử dụng bộ ba là Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng. Ở thời đỉnh cao, Đình Trọng xử lý rất tốt các cầu thủ cao to, khỏe như Saleh, nhưng hiện tại khi phong độ còn chưa ổn, rủi ro là không hề nhỏ. Vừa phải đối mặt với một mũi nhọn như Phá Át, lại cần đối phó với trung phong Saleh, có lẽ hàng thủ tuyển Việt Nam đã khốn lại còn thêm khó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.